Thư viện pháp luật xin chào quý vị và các bạn. Trong thực tế, không thiếu các vụ án về tội hiếp dâm mà trước khi ra tòa, các bên được cho là đã có quan hệ tình dục đồng thuận, mặc dù việc chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan điều tra. Tuy nhiên, để tránh những rủi ro pháp lý sau khi quan hệ tình dục thì có lẽ là hai bên nên tham khảo những vấn đề sau đây. Thứ nhất là hỏi người kia xem có thích không. Việc có thích hay không của người kia là một bằng chứng rất quan trọng để chứng minh người đó có quan hệ tình dục đồng thuận. Cho nên là sau khi quan hệ tình dục, bạn hãy hỏi xem người kia cảm thấy như thế nào, có thích hay không. Em có vui không nhàn? Vui lắm anh ơi, lòng em rộn ràng như mùa xuân, quê hương tươi vui chạy hồi. Giả sử như người kia nói không thích thì cần phải hỏi thêm là vì sao không thích. Bởi vì lý do người kia không thích rất quan trọng. Ví dụ như bạn không làm người ta thích vì các lý do về vấn đề sức khỏe, tâm tư tình cảm thì không sao. Giả sử mà người kia họ nói vì anh ép tôi cho nên tôi không thích là nguy to đó nhờ. Cho nên là cần phải làm rõ lý do nếu như mà người kia cảm thấy không thích. Tôi khuyên là mọi người hãy hỏi một cách nhẹ nhàng, tinh tế để người đó thoải mái nói ra mà không cảm thấy ngại ngùng. Bạn cũng có thể hỏi kèm theo một vài câu quan tâm và thậm chí là ghi âm lại câu trả lời, để một mai đường tình chia đôi hai ngã cũng không lo bị gọi điện lên đồn vì một ngày đẹp trời nào đó bạn lại bị tố tội hiếp dâm. Nếu bạn và người đó là hai người xa lạ và bạn cũng không quá quan tâm tới tâm tư tình cảm của đối phương thì hãy hỏi một câu đơn giản như: lần đó em có thấy thoải mái không? Lần đó anh có thấy dễ chịu không? Dù có thích hay không thì đối phương cũng sẽ lịch sự mà trả lời thôi. Đối phương không mất gì cả. Còn bạn thì lại có bằng chứng để chứng minh sự tự nguyện của cả hai. Tiếp theo là đừng để có thai. Trong quy định về tội hiếp dâm, nếu để nạn nhân có thai thì đó là tình tiết tăng nặng. Cho nên nếu bạn là nam mà quan hệ tình dục với một người lạ, để tránh rủi ro bị tố tội hiếp dâm và thậm chí nhận thêm tình tiết tăng nặng là để nạn nhân có thai, bạn nên tìm cách tránh thai. Vì lỡ có bị tố tội hiếp dâm thì trường hợp xấu nhất bạn cũng không bị tình tiết tăng nặng nào cả. Thật ra thì tốt nhất là bạn nên lưu ý điều này ngay cả trước khi quan hệ tình dục. Tuy nhiên nếu mà lỡ chưa có chuẩn bị thì nên làm một cách nào đó để cho người kia không có thai nha. Còn làm như thế nào để không có thai thì chắc là các bạn phải tìm hiểu thêm qua các trang thông tin khác, chứ đây không phải là chuyên môn của chúng tôi. À mà trừ khi là người kia mong muốn có thai với bạn thì đương nhiên là không nói làm gì đâu đúng không? Nice. Thứ ba là cẩn thận với những câu đùa sau khi vui vẻ. Kể cả là khi đùa giỡn, chúng ta cũng không nên nói hay làm những điều giống như uy hiếp người khác hoặc trông giống như người đó lệ thuộc vào mình. Ví dụ như trước đó bạn tặng bạn gái 10 triệu đồng, rồi sau khi vui vẻ, bạn nhắn cho cô ấy một câu: chiều anh đi rồi anh xóa nợ cho, còn không thì trả tiền đây. Đây chỉ là một câu vui đùa của hai người, nhưng có thể trở thành bằng chứng để khiến bạn có nguy cơ bị khép vào tội cưỡng dâm với lý do là bạn dùng thủ đoạn uy hiếp để bắt ép người khác quan hệ tình dục khi họ lệ thuộc tài chính vào bạn. Hãy cẩn thận với những câu nói đùa, bởi vì cái miệng đôi khi cũng hay làm hại cái thân của bạn đó. Thứ tư là không biết thì không có tội. Sau khi quan hệ tình dục mà bạn mới biết mình bị HIV trước đó thì hãy nhắn tin và ghi âm lại việc bạn nói với đối phương rằng không hề biết về căn bệnh của mình, sau đó thì gửi lời chân thành xin lỗi họ. Điều này chỉ áp dụng khi đúng sự thật là bạn không hề biết trước đó mình bị HIV. Mắc một căn bệnh như vậy thật sự sẽ rất suy sụp về tinh thần và có thể là không nghĩ ra được bất kỳ điều gì nữa. Làm gì có ai mà bình tĩnh được đúng không? Nhưng mà bạn vẫn phải tỉnh táo là một bước xác nhận rằng mình không hề biết về căn bệnh, vì đối phương có thể tố bạn làm lây truyền HIV hoặc cố tình lây truyền HIV. Vừa bị vướng án tử thần, vừa rơi vào vòng lao lý thì thật sự là không còn gì buồn hơn. Đương nhiên là trách nhiệm chứng minh phạm tội thuộc về cơ quan cảnh sát điều tra. Nếu mà thực sự bạn không biết là mình bị HIV thì cũng không cần phải lo đâu. Nhưng mà có phòng bị thì vẫn hơn đúng không? Cuối cùng thì việc đơn giản nhất để tránh người ta vác đơn lên công an đi tố bạn với các tội mà tôi đã nêu ở trên chính là hãy giữ một thái độ tốt sau khi quan hệ, ngay cả khi hai bên chấm dứt mối quan hệ tình cảm. Dù bạn có yêu thương đối phương hay không thì hãy tôn trọng và nói với họ những lời tử tế. Hy vọng là video này sẽ giúp quý vị và các bạn tránh những rủi ro pháp lý sau khi quan hệ tình dục. Nhưng mà trong trường hợp hai bên đồng thuận, đúng luật và một bên họ trở mặt mà thôi. Chứ nếu mà thật sự có hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới tình dục thì có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.